Đây là chiếc xe do kỹ sư Bình, kỹ sư Bình tự chế, à, kỹ sư chân đất tự chế. À, chế chiếc xe này hết bao nhiêu vậy cháu? Mấy triệu hả? 4 triệu chẳng hạn đi. 4 triệu hả? Cả máy luôn hả? Ví dụ thế thôi. Không, cả máy luôn hả? Đắt À, rẻ dữ vậy gì? ta? Đắt đó hả? À cháu ơi, cái mà cái này nè. Cái bộ mà để bắt vô cái bánh để lái này nè. Lá này là mình mua hả? 500 nghìn. 500 nghìn hả? Họ bán trên mạng hay sao? Trên mạng mình mua luôn. À, là mình đánh cái tiêu đề sao? Thước lái. Hả? Thước lái. Thước lái hả? À, là nó ra. Là mua về để chế cái này, để nó chế độ xe hay sao? Vâng. Để chuyên chế độ xe hả? Cảnh nó có nó quay lòng này. Vâng. À, rồi. Đây. Chú chế qua đây là okay, chế khác kỳ trước ha. Ở đây gắn bạc đạn hả? Vâng, xong lấy bạc đạn. À, bạc đạn. Rồi. Này phục nhúng nè. Đấy. Kỹ sư chân đất mà. Chế độ hả? Xoay mày xoay đi để giữ đâu. Mà chúng tôi này gọi là nguy hiểm lắm, bay bóng tên. À, đây chế thêm hộp số lùi. Hộp số lùi mình gắn thêm một cái bạc đạn để giữ bên này cái cốt luôn hả? Vâng, nó bị gò lại, nó trùng xích lại thấy vậy. À vậy hả? Cái hộp số lùi này mua hôm bữa 600 đúng không? Vâng. 600 mua trên mạng luôn. Lâu lắm rồi không chạy à. Chán rồi hả? Chạy chán rồi hả? À, bây giờ mới gắn vô đây. Đấy, gắn một cái máy, xe gắn máy của Longsin. Máy này mua ở ngoài Đồng Nát ve chai, mua hết 1 triệu. Nguồn triệu là nguyên chiếc xe luôn, 1,5 triệu. triệu rưỡi là nguyên cái xe. Còn cái này là xe thì được cái gì đâu, về vứt hết. À, thì tính ra 1,5 triệu tiền cái máy sắt thép, đồ với lại hộp cái này với kia hết 1 triệu rồi, 1 triệu hơn rồi. À, cái hộp số lùi với cái thước lái hết 1 triệu hơn rồi, tay lái tính ra này cũng phải hết 4 triệu mấy, 5 triệu ấy. Rồi để máy lên trong chạy đi, ga lớn quá. Có đúng rồi, ga nhỏ xuống, gang ti thôi. Gang ti lại không chịu nổ cho thế khốn nạn. Không, gang ti. Đúng rồi đó. Nổ rồi đó. Nổ nhưng mà hai cắt. Không rồi, nổ. Rồi, lên rồi. Nó ấy là nó nặng, nó ra to, nó nặng, nó hút cái hơi nhiều quá, cái đề nó đẩy không nổi. Thông thường mình đề xe máy cũng vậy, mình đâu có vặn ga lên được, vặn lên lại chịu đâu nổi. Nhúng tốt ha. Đấy. Ui, kinh chưa. Noel lấy về đi chơi chứ, chơi Noel chứ. Thôi lên đường trong. Nhìn nó giống nó ngầu à, nó đội nó bảo hiểm vô nhìn nó ngầu. À, đây là cần số à, cần số ve, cần số tới đây, đây đây ve. Đấy. 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 Nhìn như mô tô các kiểu. Hả?
Y ô tô luôn ha. Ha, lùi tới đâu đã chứ. Kinh chưa?